Hôm qua, người hùng của thể thao Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đã có cuộc giao lưu sôi nổi với 100 thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ đô. Cùng là những người khổ luyện thành tài, miệt mài phấn đấu, sao thủ Hoàng Xuân Vinh và những gương mặt trẻ tài năng đã có cuộc trò chuyện, chia sẻ chân thành về khát vọng chinh phục đỉnh cao, về những khổ luyện để thành công, cho dù thành công có thể không đến sớm như chúng ta mong muốn. Và chính sự nhiệt huyết, kiên trì sẽ là thứ để giúp cho các bạn trẻ duy trì vươn tới đỉnh vinh quang. Trong cuộc trò chuyện, Đại tá Hoàng Xuân Vinh đã chia sẻ với 100 thủ khoa xuất sắc trên cả nước về tinh thần vượt khó, khát vọng hoài bão. Đồng thời, xạ thủ cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ một thông điệp: hãy cứ khát vọng và không ngừng nuôi dưỡng đam mê. Những điều các bạn làm được đã tốt nhưng đừng say sưa trong chiến thắng. Muốn chinh phục đỉnh cao, hãy tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, không có giới hạn là kết thúc. Muốn nói với các bạn trẻ rằng là các bạn hãy ước mơ và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Cho dù các bạn phải vượt nhiều rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong công việc thì các bạn hãy cố gắng là vượt qua bằng chính mình và các bạn sẽ thành công, có thể là thành công đến với bạn hơi muộn. Ngoài câu chuyện của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, chuyện vượt khó của thủ khoa Đinh Xuân Trung và chuyện yêu thích môn bắn súng của thủ khoa Vũ Thu Huyền cũng khiến nhiều người cảm phục. Cái giai đoạn mà khó khăn nhất với em đó là khi mà anh trai em đỗ đại học và em thì lại là đỗ vào chuyên toán của chuyên Hòa Máy Thụ Hòa Bình, là em cũng phải đi học xa nhà. Lúc đấy thì gánh nặng nhân lên gấp đôi và mẹ em phải từ quê và ra Hà Nội để đi làm giúp việc, và mẹ phải làm trong khoảng 7 năm, gần 7 năm để nuôi anh trai em học hành. Với niềm đam mê thể thao thì em cũng thứ nhất mong muốn và hy vọng sẽ có điều kiện, có cơ hội để tiếp tục tham gia võ thuật cũng như là môn bắn súng và phát triển được nhiều hơn nữa. Là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2016, đã truyền lại cảm hứng cho những người trẻ tuổi, những ý chí và nghị lực vượt khó, vươn lên thành công trong cuộc sống. Quả thật, vinh quang sẽ thật gần cho những ai có khát vọng và không ngừng cố gắng.